chả thấy người đâu. Ừ. Có chứ, đi nữa. Nắng này tôi về bây giờ. Dạ. Nắng này tôi về bây giờ. Vâng. Nó hại cây. Đây lấy mấy cây tùng la hán đẹp hết. May có cái ô. À thế. Tí là phải rút giờ ngất chết. Cái xích cá này to ghê đấy. Chả thấy người đi chợ đâu. Sung về tí có quả nhỉ. Trên rừng đào xuống. Tùng la hán này đẹp phết nhỉ. Cái tùng la hán này đẹp phết. Cái này 3 tiền. Loạt này là cùng một lứa đấy đúng không? Đấy, chân đế đấy. Thế đẹp. Kết quả đấy anh nhỉ. Kết quả nó có hoa là có quả. Có hoa là phải có quả chứ. Anh được cái thân.
Chân bệ đẹp ghê. Sau kia chim ở đằng sau đấy. À, đằng sau. Cháu đúng thế, một thân chua một thân ngọt. Tối đẹp ấy. Một thân thì nó gầy, hai thân thì nó lại gầy. Tối đẹp ấy. Nói chung là hai thân là nó gầy rồi. Đấy, nó gầy mà lại gọi. Được, nhưng mà nó gầy cây, chứ nó không như là chụp hoành cái kia. Vậy nó chụp hoành. 500 bà đâu? Thì sẽ ơi, có tí việc một tí thôi. 500. Cái một câu đi. Về. Cho em lấy 50 đó. 500. 500 cây khế đấy ạ. Sao đây, bán cái. Đỡ phải chửi phải trả bao nhiêu. Đẹp đấy, gốc tiếp. Bán, bán hết. Đỡ phải chửi về. Đấy, đỡ trở về. Cây này là mấy tiền chị nhỉ? Không phải được bán anh em. Để chửi về đi. Lắm quá thì em muốn đi về quá. Được đấy, cây khế khỏe đấy. Thế dây mua cái. Sao làm mấy cái tay rơi xuống đẹp. Mấy cây rồi. Rồi mỗi cây là một kiểu khác nhau, có cây nào giống như cây nào đâu. Mấy cây rồi. Bỏ cành này nhiều quá. Nó gần bằng cái này. Bỏ rồi. Lấy cái cành. Trông bỏ cái này như thế này. Cắt cái này đi. Vâng. Để cái nhỏ này. Cái to này nó gần bằng cái này trông xấu, trông như cây cầm. Về anh em phải đâu đẹp mà. Đẹp có thịt cái đầu mà. Em đang nói cái tổng. Nói một cây thôi, nói thật đẹp. Em đang nói cái tầm kia. Ai tầm? Nhà ba như thế thì thích mua. Mở hàng cái nhỉ. Rồi thì mở hàng đâu một cây. Em cứ dựng xem. Đứng lên nhá. Cái này phải dựng đứng lên cơ, chắc ăn. Ôi cây này chở thoải mái. Đánh. Ông kia mua đấy. Rồi vợ chồng lập lại bán hai cái xanh rồi.
này thanh thang thuyền nào rồi bạn thuyền nào từng ngày khắc khổ nha, từng khắc khổ. Không, ăn thích ghế mẹ nhà cái này bao tiền chứ? Hơi là lướt, lá là lướt. À, lũa một đường xuống đây, lũa một đường xuống đây, từ cái vết này xuống đây, sướt trắng ra đi. Được. Chân bệ gớm phết đấy. Thích chơi nhà 7-8 cây rồi, cứ thích chơi thế. Mỗi người có một sở thích. Không, mỗi người thì đi tìm hội. Không phải đâu anh ạ. Có quả thích rồi. Người thì đi tìm hội. Người thì tìm hội, người tìm sung, người chơi phê. Mỗi người có cái đam mê. Ôi giời. Hai nhảy cho còn đánh thêm nữa. Hôm trước vừa hai nhảy qua lại hai nhảy. Hai nhảy cho còn đánh thêm nữa. Ôi. Bán cây rồi. Bán cây rồi. Bên này bên sau chị ạ. Mở hang rồi. Đó là rồi.